Bánh nền Clio chiếc khuyết điểm siêu đỉnh. Bánh nền nghe hơi lạ mọi người ha. Vậy thì tại sao lại gọi là bánh nền? Tại vì bình thường á, với những em kem nền á thì chúng ta sẽ thấy nó ở cái dạng như là serum á, chúng ta sẽ bóp nó ra đúng không? Còn riêng em này á, nó nén cho mình như một cái khay như vậy thì sẽ phù hợp với bạn nào gọi là da có nhiều khuyết điểm mà đang đau đầu suy nghĩ là không biết mình nên xài lại kem nền nào đây, thì đây chính là một sự lựa chọn hợp lý cho bạn ha. Thì em này có thể che phủ hầu hết mọi khuyết điểm luôn, tàn nhang, nám, mụn sẹo là em này phải che hết sạch luôn nha. Trong em này còn có thành phần vitamin E nữa, sẽ giúp lớp nền của chúng ta luôn luôn mịn và bền màu suốt cả một ngày dài. Nhà Suka có cho mình là tổng cộng là 3 tông màu ha. Thì với hai tông màu này á thì sẽ phù hợp với hầu hết da châu Á của chúng ta đây đó. Và còn em màu này á thì sẽ chia chúng ta làm hai ngăn, thì với em này mọi người có thể sử dụng như là một em phấn khối nè, và còn em này sẽ là che khuyết điểm, hoặc là chúng ta có thể mix màu lại cũng được luôn. Thì em này có chất phấn khá là đặc cho nên khi mọi người sử dụng á thì chúng ta hay sử dụng cọ nè hoặc là mút ha, chúng ta sẽ tát tát lên da và sau đó chúng ta có thể dặn đều ra nha. Rồi bây giờ thì bạn nào đang đau đầu không biết lựa chọn kem nền nào á phù hợp với làn da nhiều khuyết điểm á, thì đây chính là một sự lựa chọn hợp lý nhất cho mình ha. Còn bất cứ điều gì cần tư vấn thêm thì đừng ngần ngại nhắn tin cho Suka nha.